Thầy ơi, thầy ơi, Vâng. em muốn hỏi thầy một chút xíu. Vừa nãy thầy nói về cái mà cái chi phí mà chạy quảng cáo đó thầy, Vâng. thì em không hiểu là lúc mà thầy vừa nói là nếu mà bắt đầu chạy thì những người bắt đầu chạy thì chỉ nên chạy những với cái ngân sách thấp thôi, còn còn không nên chạy ngay ngân sách cao, thì em cũng không hiểu lý do tại sao thầy nói là cái tài À như khoản nó thế bị này. khóa đó chị. Đúng rồi. Cái này là do cái thằng Facebook ấy, cái thị trường Việt Nam ấy, có rất nhiều người người ta chạy quảng cáo bùng. Bùng là mình mua quảng cáo của Facebook nhưng mình không trả tiền. Chạy bùng tiền mà. Thế thì cái những người bùng ấy thì bao giờ người ta cố gắng bùng nhiều nhất có thể, đúng không? Thế thì khi mà một cái tài khoản mới nhảy vào phát là người ta muốn đặt quảng cáo ngân sách cao để người ta bùng tiền, người ta không không trả. Thế thì thường một cái tài khoản mới mà vào mà đặt ngân sách cao lên một phát thì hầu như thằng Facebook nó phát hiện ra và nó có xu hướng là nó sẽ khóa cái tài khoản quảng cáo đấy. Đấy là nói là nó có xu hướng nhé, chứ không phải là 100% mọi người sẽ bị khóa. Tóm lại là chị cứ chạy ngân sách nó khoảng 200-300 ngàn một ngày, xong hôm sau chị nâng lên 300, hôm sau nâng lên 400, 500, dần dần thì sau một thời gian chạy nó sẽ nâng lên được một cái mức là khoảng 5 triệu một ngày. Còn bây giờ vào chị đặt phát 5 triệu ngay thì sẽ chết tài khoản ngay lập tức. Gần như vậy. Em tưởng là ví dụ như là bọn Facebook nó lấy tiền quảng cáo của mình thì nó phải cho mình chạy, chứ nó lấy bao nhiêu nó càng thích chứ nó lại À đúng giới hạn rồi. của mình như thế. Chính xác, phần lớn các chị đều nghĩ như vậy. Đấy là những người mới vào nghề, những người bắt đầu chạy. Còn những người đã chạy lâu rồi thì sẽ biết rằng là nó không tư duy như thế. Chúng ta nghĩ rằng là khách hàng muốn mua thì phải càng càng nhiều càng tốt, nhưng không phải như vậy. Khách hàng xin lỗi là khách hàng không đúng mục tiêu, khách hàng bố láo nó không tiếp, khách hàng cắp ăn trộm nó không tiếp. Đó. Thí dụ như bây giờ mình bán quần áo thì thôi không sao, nhưng giả sử bây giờ chị mà chạy Gucci, LV, Hermes, Fendi thì rõ ràng là chị đang chạy bán hàng nhưng vi phạm pháp lý, thì rõ ràng là nó sẽ không cho chị chạy. Hay là chị quảng cáo bán thuốc, bán súng, bán những cái gọi là thiết bị nổ, bán rượu, nó không cho chạy, ví dụ thế. Thì nó cũng phải có chính sách, nó phải cấm quảng cáo như là pháp luật, chứ không phải là cứ có tiền là làm được đâu. Thứ hai nữa là cái hiện tượng là nó bùng tiền rất nhiều, cho nên là nó kiểm soát nhà quảng cáo bằng cách đó để đảm bảo rằng là đấy là những người có nhu cầu thật và Là là những những người người kinh doanh chân chính đúng không thầy? Tức vâng. là phải từ từ, chứ còn một cái lên là sợ, nó sợ là mình nhiều khi mình trộm một tài khoản khác. Ngày xưa nó cho mình chạy, lần đầu tiên chạy nó đã có thể cho mình bùng đến cả 20 triệu. Tại vì Facebook nó cho trả sau mà. Thế là bọn nó vào phát là bọn nó chạy ngân sách rất cao để nó tiêu nhanh tiền nhất có thể. Sau đấy lúc Facebook nó phát hiện ra là nó thằng này đang không trả tiền, nó khóa, thì đã nợ được một khoản tiền rất lớn rồi. Thì bây giờ nó mới phải chơi cái bài là phải tiêu từng cái ngưỡng nhỏ một, ngưỡng nhỏ một. Cũng giống như là bây giờ mà thầy mà muốn vay tiền chị ấy thì tí nữa thầy gọi điện cho thầy vay nóng 1 triệu, mai thầy giả, mai thầy giả xong rồi tuần sau lại cho thầy vay 5 triệu, kia thầy giả ấy, cứ dần 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 tăng uy tín lên, đúng không? Quấy cho thầy vay tỷ thầy bùng kiểu thế. Rồi nhắm mục tiêu thì các chị nhắm cho tôi địa lý, tuổi, sở thích, hành vi cơ bản đấy thôi, và thời trang của các chị ấy, thì các chị cứ chọn liên quan đến thời trang bằng cách là đánh vào cái ô này này, tìm đối tượng có sẵn này, cứ đánh vào những cái từ khóa có liên quan đến thời trang, ví dụ như là thích thời trang, thích quần áo, thích du lịch, thích váy, đấy, công sở, rồi thì làm doanh nghiệp, rồi thì chủ doanh nghiệp đấy, những người buôn bán thì rõ ràng là sẽ mặc thời trang công sở. Còn yên tâm là thời trang thì ai cũng phải mặc, nhưng mà có người thì mặc công sở, có người thì mặc đồ streetwear, có người mặc đồ
gọi là casual wear vân vân. Ví dụ như là thầy là một người mà có xu hướng mặc đồ casual wear nhiều, thì mặc đồ casual wear nó thoải mái hơn học mặc đồ công sở là đồ siêu ấy. Những cái đồ siêu đấy com lê hoặc là sơ mi sơ biết thì thầy mặc cũng rất là đẹp nhưng mà lười ít mặc, thì nó mặc nó không được thoải mái như cái đồ cốt tông này. Thế thì thời trang thì đấy, chẳng hạn như chạy com lê đến thầy là khó, rất là khó bán, bởi vì là thầy là không thích mặc thời trang. Còn quần áo thì ai cũng phải mặc nhưng mà không thích cái phong cách siêu, đúng không ạ, chỉ thích cái phong cách casual thôi. Casual thì chạy đến thầy thì cứ đồ jean, đồ cốt tông cao cấp mà có thương hiệu thì là mua. Đấy, nhưng mà ví dụ như là chạy đến thầy mà cái loại mà rách gối rồi cái loại mà loang lổ thì lại cũng không mua, đúng không, bởi vì phong cách lại phải là nghiêm túc. Đấy. Thế thì những cái dòng như là Lacoste này hay là những cái dòng như là Tommy này, đấy những cái dòng kiểu kiểu như vậy, CK này thì chạy đến mình thì rất là phù hợp. Cho nên mình muốn phân tích với các chị một câu là gì? Đấy là bán thời trang thì ai cũng có nhu cầu, bởi vì không ai không có nhu cầu về thời trang. Nhưng mà các phong cách, sở thích và công việc nó sẽ quyết định cái loại thời trang và cái mức giá thời trang mà người ta sẽ mua, đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ mà các chị mà chạy quảng cáo thời trang nam mà sơ mi 300.000 mà chạy đến thầy là không bao giờ thầy nhìn, không bao giờ luôn. Tặng thì gọi là quý thì nhận, rồi xong cảm ơn, nhắn tin cảm ơn chị Doan hay cảm ơn Hải Anh đã tặng, rồi cảm ơn, nhưng mà cái đồ đấy sẽ đi tặng người khác, không vào mặt. Đấy. Vì sao? Vì đấy chính là phân khúc khách hàng, các chị có đồng ý không ạ? Thế tại sao người ta phải đẻ ra cái thuật ngữ gọi là phân khúc khách hàng? Ok. Ví dụ như là những cái chị như là chẳng hạn như chị Nga thôi, chẳng hạn như chị Nga nhà mình thôi. Đấy, hoặc là tôi có một số người bạn lớn tuổi như thế mà các chị kinh doanh rất là thành đạt. Doanh nghiệp lớn, doanh thu toàn 5-600 tỷ một năm. Đấy. Thì chị làm mặc đồ là chị toàn mặc chơi Gucci, là mặc cả cây. Từ giày cao gót là Gucci cho đến quần Gucci, váy Gucci, áo Gucci, túi Gucci là chơi đồng bộ luôn, mà hàng hiệu chính hãng. Thế thì bây giờ mà các chị mà chạy cái đồ bazaar này đến, những khách đấy người ta có mua không ạ? Không, người ta sẽ không mua, bởi vì đấy chính là phân khúc khách hàng. Cho nên ấy, là mình phải chọn được đúng đối tượng, đúng không ạ? Tất nhiên là rất may là cái nhóm đối tượng sản phẩm của mình này khá rộng về tuổi, thì cứ độ ngoài thường thì ngoài 22 bây giờ các bạn đi làm rất nhiều rồi, 20 cũng đã đi làm rồi. Vì sao? Bởi vì bây giờ nó không cần đợi đến 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 có bằng đại học nó mới đi làm. Rất nhiều đứa nó tốt nghiệp cấp 3 phát nó học nghề 1 năm 2 năm phát là đã đi làm rồi, đã công sở súng xính rồi. Chứ đừng có nghĩ là công sở phải phải những cái bà dừ như bà Ngân hay là dừ như là bà Hoài bây giờ, đúng không? Bây giờ các em nó tầm 18 đôi mươi là đã công sở súng xính lắm rồi. Đấy, ok. Thế thì kể cả về trang thiết bị, về thu nhập, mình cũng phải để ý đến cái nhóm khách hàng của mình. Bởi vì các sản phẩm của mình nó chỉ rơi vào độ 400-500 ngàn một món, 300 ngàn một món thì nó rất là dễ bán. Nó rất là dễ bán. Chạy quảng cáo online, Facebook, Google, Zalo, TikTok là rất là ok. Nha. Ngoài cái sở thích về thời trang thì các chị có thể chọn những sở thích liên quan đến thời trang. Thế thì bây giờ tôi hỏi các chị là các chị mặc đẹp để làm gì? Đúng không? Các chị mặc đẹp là để đi đổ rác à? Hay là các chị mặc đẹp là để quét nhà? Chắc chắn không phải như vậy. Nó phải là đi làm, nó phải là đi chơi, đi xem phim, đi ăn tối, đi du lịch. Thế thì mình hãy chọn những cái sở thích có liên quan tương tự như đi du lịch, đúng không ạ? Đi xem phim, đi cà phê thì chắc chắn là sẽ đúng với cái nhóm đối tượng của mình. Thế thôi, cứ thế là ta nhắm chọn target. Vị trí quảng cáo thì các bạn có hai lựa chọn là chọn vị trí quảng cáo tự động hoặc là chọn thủ công. Nếu như các bạn chọn thủ công thì các bạn tắt hết các vị trí như là Instagram hay Audience Network vân vân, tắt hết đi. Các bạn chọn cho tôi Facebook và Messenger là đủ. Thì đây là những cái vị trí quảng cáo mà tốt nhất cho khách hàng người ta hiển thị xem, đúng không?
ví dụ nha, ví dụ như bây giờ như chị Hoài bây giờ chị vào Facebook thì có phải là chị chủ yếu lướt trên điện thoại di động, lướt ở trên đây là chủ yếu đúng không ạ? Các chị có chơi Instagram không? Không. Các chị có đọc báo không? Cũng rất là ít. Thế thì chạy tự động cũng được, hoặc không thì chúng ta chạy các vị trí thủ công và nhắm chọn cho bản mobile là chủ yếu. Đấy. Ok, tiếp. Đến đây thì các chị có thể lựa chọn là nếu mà các chị chạy quảng cáo dạng là theo lịch trình. Lịch trình ví dụ như đêm các chị không muốn chăm quảng cáo, 10 giờ tối là đã đi ngủ rồi, nó không không trẻ khỏe như Nhung với Hải Ánh toàn chăm đêm. À, chị Doan là 10 giờ là gà lên chuồng rồi thì tắt quảng cáo đi. Bằng cách là tắt quảng cáo từ lúc 10 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Mình có thể tắt bật được như vậy. Nếu như mình muốn chạy quảng cáo theo lịch trình nhé. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó có 7 ngày và 24 múi giờ. Chúng ta sẽ bôi cái ô này màu xanh. Ví dụ chúng ta bôi từ 6 giờ sáng đến 10 giờ hoặc là 11 giờ tối. Thì từ 11 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau ta tắt quảng cáo. Để nó tiết kiệm. Thế còn hoặc là các chị có thể không cần tắt cũng được. Không cần tắt thì ai xem thì xem, thì người ta để lại thông tin. Có chị nào thức đêm mua hàng không? Có chị nào đã một đêm nào đấy mất ngủ dậy lướt Facebook mua hàng không? Thầy ơi, ở trên Facebook của em 1-2 giờ vẫn có khách mua hàng. Nếu mà cái thời điểm mà em quảng cáo nha mạnh ấy, mà em thấy giờ đấy chắc thì lên đơn ngon nhất. Dễ chết hơn đúng không? Vì nó không làm nhằng đúng không? Vâng, hỏi cái là chốt luôn, mà chốt rất nhanh. Rồi, tại vì cái giờ đấy người ta hỏi là người ta cũng rất là thiện chí rồi, chứ không phải là người ta hỏi cho sướng mồm đúng không? Thế thì với những cái trường hợp như của Nhung đấy thì chăm được đêm thì cứ chăm cứ bật, còn không thì cứ tầm độ 11 giờ thì tắt đi, vì là mình không chăm được đêm, mình không chăm được, thôi ngủ cho nó sướng. Tiếp tục nha. Đến phần này thì chúng ta sẽ chọn tối ưu hóa phân phối cho tương tác với bài viết. Đấy. Và nó có 3 cái mục là tương tác với bài viết, số người tiếp cận và lượt hiển thị. Thế thì tương tác với bài viết thì nó sẽ cho hiển thị đến những người mà thường tương tác. Còn nếu mà chúng ta chạy số người tiếp cận thì nó sẽ chạy ngẫu nhiên từ bất kỳ ai. Nhưng đổi lại thì khi mà chúng ta chạy số người tiếp cận ấy, thì cái lượt view của chúng ta sẽ cao lên rất nhiều. Vậy thì lượt view cao lên thì khi nào mình cần, ví dụ như mình mới ra bộ sưu tập, mình có thể chạy view trước vài ngày, 2-3 ngày để cho người ta biết lượt tiếp cận càng lớn, và sau đó thì chúng ta có thể chạy lại lượt tương tác. Nhung có hiểu ý mình không? Em hiểu ạ. Thế rồi ok, Nhung chạy nhiều rồi thì sẽ hiểu. Có ai hiểu không? Chị Hoài có hiểu không? Có đúng không? Nhá, mới ra bộ sưu tập, ba ra tung ra bộ sưu tập 7 mẫu, 10 mẫu. Các chị cầm cái bộ ảnh đấy, các chị chạy một cái ngân sách ví dụ như là 500.000 một ngày mà nhân với 3 ngày, nhưng mà chạy lượt hiển thị để cho nó tiếp cận càng nhiều người càng tốt, bởi vì lượt hiển thị này thì nó sẽ được view rẻ lên rất nhiều. Nếu mà mình chạy tương tác view của mình nó sẽ đắt lên, còn mình chạy lượt hiển thị view của mình nó rẻ hơn rất nhiều. Thường view nó phải gấp 3 lần bình thường đúng không ạ? Vâng. Bình thường nhé, ví dụ mình chạy là nó rơi vào khoảng 80.000 một CPM. Còn nếu mình chạy lượt hiển thị thì CPM nó chỉ rơi vào tầm 20-25.000 thôi. Nó chỉ đảm bảo mỗi một cái là được hiển thị lên trên cái new feed của một cái Facebook nào đấy, cho nên nó sẽ rẻ hơn. Nó không cần phải tương tác, không cần phải like, không cần phải share. Chính xác. Nó không lọc khách. Vâng. Thì nếu may mắn mình vẫn có nhiều đơn, còn thường những cái tỷ lệ quảng cáo đấy đơn nó ít. Nhưng mà đổi lại là quảng cáo nó sẽ đập đến nhiều người nhìn. Tăng độ hiện diện hơn. Thì sau đấy khoảng đến ngày thứ tư thì bắt đầu các chị mới chạy trở lại. Đến ngày thứ tư thì các chị mới bắt đầu chạy trở lại.